cũng nhung luôn cả nhà ơi. Bự không? Cũng được. Cũng được. Mấy nhỏ mà dính cũng nhung muốn bích lập luôn rồi. Trời cứ chạy nữa. Ủa bự ghê. Quá luôn cả nhà ơi. Cũng được nhưng mà ở này bẫy nhỏ. Ờ nó cắn bánh luôn rồi. Đấy tầm kia dính nó kìa, tầm kia kìa. Dính không? Dính. Đây. Này chút về phải nghiên cứu lại chứ không hay là xảy nè. Cái này. Của em mà là cái này. Bích lập luôn. Ôi trời. Tại có chuyện coi chừng nó lật nó xảy. Để cầm lấy. Cái thằng nó dính nữa, nó thấy vô thấy rồi cái bẫy rớt của chừng nó dính nó rớt á. Không có, hồi nãy là chưa dính. Nhưng mà nãy nó mới rớt cái bẫy xuống coi chừng nó dính nó rớt á. Em mới vậy phải dính đây coi cái cái duyên nữa. Ừ cái dưới dính rồi, hãy thấy cái dưới dính mà. Cái gớt con tiêu rồi, cái gớt nãy mà chụp tao còn thấy. Thì nó gớt đất rồi, mình kêu kiếm thôi. Hơi khó đi bên cầm máy, khó đi vô cái nha. Đâu ừ. Hai con rồi cái nhà ơi. Cái này nó chạy này dính nó ồn, nó ngâm quá tao bự luôn cái nhà ơi. Hai con rồi. Nè, nãy tiền để đây nè. Con gì ta? Mấy cây lá nó làm như vậy nè. Rồi để hàng này mình kiếm cái bẫy đó coi có dính không nha cả nhà. Mày đi kiếm nữa. Thấy cái bẫy không? Thấy. Dính con với cái nhà ơi. Dính rồi. Đây. Cái này. Dính nó cùng ơi. Ôi trời má luôn. Con mồi không? Mình cũng không có dự định. Lim đúng một con nữa cái nhà ơi. Ba con rồi. Ở ngoài đầu này có cái nào không? Thì nó có dùng cái tuyệt cái nhà ơi. Được con chuột gắn. Về lấy cái bẫy bỏ vô. Chỉ dành ha. Nó bỏ vô mặt cái cửa nhà nó có nó không có dẫn. Ừ. Ơ bự quá mày. Bự quá hả? Ừ làm được. Ngon anh nó. Nó chỗ này thường nhìn cái nhà thấy nó rút lại á. Lúc nó ngồi nó rút lại mình thấy nó nhỏ thôi à. Nhỏ thôi chứ cái này đặt gắn hết được rồi. Ừ. Chán rồi. Trời quá luôn. Rồi để lại đi coi, đừng mình không có bị lật ra nó không sao. Thấy được con chỗ nữa rồi cả nhà ơi. Ôi. Đang cạnh một cục luôn cả nhà ơi, này bẫy bự. Công nhum. Ơi này bẫy bự. Công nhum mày ơi. Ừ, công nhum. Công nhum cả nhà ơi. Ừ. Quá luôn. Đó là này bẫy bự nè, bẫy nhỏ chưa chắc ăn con này nè. Đúng không? Ừ. Con bích. Ừ, con nhum quá bự luôn. Bự bằng con kia luôn. Đi đặt dừa. Này dính con nhum. Là ông chậu. Quá yêu rồi. Đến đằng kia luôn cả nhà. Này quá yêu rồi. Này là chắc lần đầu tiên tao mày tống á. Ừ. Nhìn thấy nó đi nét bãi luôn cả nhà. Dấu chân nữa, dấu chân lúc mình đặt là dấu chân bự mà. Đây dính con nữa nãy tao nghĩ nghía rồi. Dính. Một con đặt bẫy. Trời ơi. Kia nha. Chết luôn. Chút bắt lên con bự nhỏ. Nhỏ nghe nhà. Vừa nhỏ nó cào quá cào luôn. Tới điểm cặp kết. Đây. Ui, đã. Rồi, hai anh em Vin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Tổng hành quả thăm cự tối của anh em Vin được 6 con cả nhà. 4 cục dừa với 2 cống nhum. 2 cống nhum cho bá luôn á. Tại vì nó lúc mà dính nó hơi cụm lại cả nhà. Nên cả nhà thấy cái nó nhỏ nhỏ thôi. Con này dính cái bẫy nhỏ nè. Con này dính bẫy bự chứ nếu dính bẫy nhỏ chưa chắc ăn nó được luôn. Đúng rồi, nó tung. Nó dễ lắm. Cái bẫy nhỏ này nếu còn với Vin đi thăm nha. Chứ không đi thăm là giờ sáng cũng chưa chắc ăn nó nữa. Không muốn đi rồi. Ừ, giờ này về là không biết giờ tính làm sao nữa nè. Giờ chỉ còn có cách thôi ta. Về đi tính. Rồi hai này bên bye bye cái nhà nha. Sẽ gặp lại, sẽ đi thăm tiếp với nhà. Chúc cái nhà ngủ ngon nha. Em không nhum nữa thì á. Cũng nhum nữa hả? Rồi hai này bên chào cái nhà buổi sáng nha. Ở nhà. Thấy nó đi nè. Nét. Con này cũng thấy cũng quýt lặng luôn á. Trời ơi, công nhum nữa cả nhà ơi. Không có quay được luôn. Để xuống, để hấp xuống, để hấp xuống, để hấp xuống. Bên này nứt da rồi. Trời ơi. Anh em Vin đi đặt cục dừa nha cả nhà.
Nhưng mà hồi tối giờ lượm luôn ba con cóc nhum rồi. Quá là đi luôn. Dấu chân đi quá chừng. Nè, từ nãy gom bảy cũng nhiều luôn đó nha, nhưng mà dính được mới có một con à. Nhưng mà ngon lắm rồi. Quá tới ngon rồi, cái đồi nữa. Quá rồi, đủ luôn rồi. Bữa nay là thành công rồi đó nha. À, đi luôn Cường ơi. Nè, gom bảy lên hết trơn kia nha. Còn một cái, còn dính một con nữa. Cái này là hồi tối làm gớt nè. Rồi Cường đặt lại. Nha điểm này nè, dính lên hai con. Đúng rồi. Còn không nhum nữa. Con còn cống nhâm với con thịt dừa chục lá nè, anh em đi ngang đã thấy rồi, nhưng mà đi lên tên gom bảy rồi, mình luôn một em nữa. Chà bá lửa luôn. Thịt dừa hai chục cống nhâm, khoan từ từ con hả, nhỏ cống nhâm gì. Ồ, cống nhâm nhỏ cả nhà, để hấp hấp nha, đừng lưng lên cao. Ồ, cống nhâm nhỏ cả nhà, mấy ngày thì đào bờ phá dữ lắm. Khỏi nói. Ừ. Gặp cuối cùng để xuống nó gặp một cái thôi ha. Mấy tiện như mấy tiện vậy. Cống nhâm nè. Thăm mà mấy cái bẫy được hai em. Hai em cống nhâm chứ. Đi đặt vô mà đặt vô vô dính hai con cống nhâm. Hết nôi. Rồi gom còn xuống dàn bẫy dưới kia nữa cái nha. Chưa thấy con nào nó bắn gì luôn á. Rồi sao? Ủa sao mày lại cầm ở ngoài? Nó gớt ra, nó chạy nó chụp nó. Là sao? Là nó gớt bẫy ra vậy nè, nó lật cái này nè. Ờ. Nó vừa rút đầu ra nó chụp nó. Ờ con chuột, con dừa hả? Tán thần nha. Con bay nó luôn. Rồi từ từ nha, mà che cái đậu lại. Ồ cái nhà ơi con chuột dừa. Tôi chụp cái ná luôn. Nè, chụp đực, trời ơi, nó đã, nó bướng luôn. Ủa, dưới vậy ta. Cái nhà con nè. Hồi đó giờ tao nghĩ là tao nó đủ mồi nè. Bên chưa thấy con chuột dừa nào mà nó bự vậy luôn á. Để bỏ vô bẫy. Vậy là nó gớt cái bẫy, nó sắp chui ra nè, đúng không? Nó chui ra vậy nè. Nó chui ra được một miếng rồi. Ừ. Rồi bắt đầu tao lại, nó vừa hoặc cái đuôi vừa ra hết. Tao giật đầu nó luôn để mọi nó thấy ủ. Ờ, hay quá. Còn sống luôn. Ồ con chuột dừa bự thiệt chứ. Nó mập mà nó chụp cái là nó không nhúc nhích được luôn á. Ôi chà quá luôn cả nhà ơi. Lại quay coi tại con chuột dừa. Ờ, quay xa đi, mấy cái này bên không dám quay gần nữa cả nhà. Rồi chết luôn. Dính rồi. Dạ. Vậy luôn. Đó. Nó mập. Nó mập bằng con mới con hồi nãy. Con nãy kiếm đâu ra có mà sao dánh được. Trời ơi cái nhà. Cái này là quá dữ rồi. Rồi. Cái con bự nè. Lên luôn. Đi. Để bên quay cho cả nhà xem tại anh em bên kiếm chỗ đặt nè. Cả nhà thấy không, cái áo chi chít á là dấu chân nó đi không á. Quá tại luôn á không cả nhà. Nè. Nó đi lừ luôn á. Bảy nhừ luôn á. Mà đặt vậy là theo mà tình hình thấy dấu dò mà đặt vậy là không túng so với mình thấy luôn á. Túng so với từ hôm hổm nay bên với Cường đặt. Không túng so với cái sự mong muốn của bên với Cường. Nhưng hôm đặt cũng tối rồi cả nhà. Cái hàng cơm cho mấy anh em sẽ chè chạy. Tới thôi rồi nên không quay cũng đầu cho cái nhà xem luôn á. Xịt đèn đặt á nên kiếm chân cũng không có nè. Còn trăm con á. Nè, nó đi giống như là nguyên một cái bầy dịch nó đi vậy. Nó cái nhà thấy không, chết á. Đây còn cái bẫy cuối cùng. Cái bẫy cuối cùng lụm cái em cuối cùng coi. Trời ơi. Cái gì nữa? Xảy nó cái gì? Này bị trường hợp như nãy nữa nè. Coi vậy. Trời ơi, nó giật cái bẫy không có xuống tới. Cái lò xo nó yếu à, bị vướng cục đất. Rồi đập vô cục đất. Thấy tình chứ ta. Nghe cái nghe. Nó đặt dụng đất nên cái ấy nó chưa xuống tới nên cái phèn nó chưa chạy xuống được nè. Đất này nè. Trời ơi. Ổn luôn. Nẻ thiệt chứ. Còn cái nữa, còn cái sắp bên kia. Còn cái tên kia ta chưa lụm, ta chưa để ý. Ta thấy không có rồi. Không có hả? Thiệt tình chứ. Cái đứa con nó no rồi. Trời. Nó gằn lại luôn.
Thôi Cường đem mấy con đó về nó nuôi để dành làm cảnh luôn. Hãy thần thiệt chứ. Rồi đó giờ bên nào lía bên đi chơi chùa cũng nhiều nữa nhưng mà chưa có con chục dừa nào mà nó bự gì luôn á, bên chưa thấy. Rồi sáng nay thì anh em bên lùm được 4 con cả nhà, tối 6 con nữa là hôm nay 10 con. Túng. Túng so với nhiều lần bên với Cường đi đặt á. Nhưng mà do số lượng ở đây thì anh em bên 7 nó tống hơi nhiều. Tại mình đặt được 7 thì cũng nhiều. Chứ cái hai nữa mình đi cũng tối nên để chỗ nó cũng không được ưng ý nữa. Mà thật sự trại nó không vô thôi chứ quá trời luôn, giống như nó đi không thể nào tưởng tượng luôn. Bây giờ anh em Vinh bỏ bẫy anh về nha cái nhà. Cái này thì chiều anh em mình tính đi. Món này là phải lai gai mới được, nó mới tiêu. Chiều anh em mình xử nó. Bây giờ anh em Vinh Vinh về nhà nha cái nhà. Rồi gọng nó đi rồi chiều nay tính á. Trời ơi con chuột chùa. Chiều nay anh em Vinh sẽ xử chiến lợi phẩm đặt được nha cái nhà. Ba con công nhâm, sáu con chuột chùa. Đâu giờ ta cầm vậy nè. Mày biết con nào con chuột dừa không? Biết chứ. Con nào? Con chính giữa. Con này con chuột dừa nè. Con nó dừa hả? Ừ. Con bự bớ phải không? Ồ đúng rồi, nè cả nhà, đây là hai con cóm nhum này, con chuột dừa nó bự gần bằng con cóm nhum luôn á. Đưa chuột dừa nè cả nhà. Đây là con chuột dừa nè. Cái này là siêu phẩm luôn á. Đây, còn đây là mấy con cóm nhum này nhỏ nhỏ. Cóm nhum nó bự thì không nói rồi. Chín mặn hết rồi cả nhà. Bây giờ gửi lại cái nữa cái để cho nó gáo ướp. Bữa nay nướng nha anh em, mình lai gai bữa nha. Ok. Lai gai thôi nha, thử thức muốn ăn nha. Để cho nó gáo nha. Kiếm mới gạo đi. Đang suy nghĩ kiếm chỗ nào cắm câu kiếm hết con. Kiếm mồi hả? Chủ nhật này mồi có khách. Có sự kiện hả? Nói chung mình có mồi sẵn rồi, cắm là phải có thôi, ít nhiều thôi chứ. Quá tài. Để cho 10 con nha, đúng 10 con luôn á, 6 chục dừa và... Ủa? 9 con hay vậy hả? Đâu, 2. Con, 1 con gì á. À, 3 con chuột cống nhum. À, 7 con chuột dừa. 10 con. 10 con, tôi sáng đếm 10 cái lạp mà. Để cho mày kéo đi. Đẹp ghê không vậy nha. Đúng rồi, để vậy luôn thôi cái mình cuốn á. Nó không chèo không? Nè, tao ngắt thấy nó mềm chèo à. Mới lên không biết bệnh đâu. Chèo à. Này hơi vỡ mấy mũi dưa hương cho thơm thơm. Bữa nay lúc kinh nghiệm không có chả đâu. Có chả nó dễ cháy quá. Bữa nướng thịt ăn á. Có chả cho nó dễ cháy. Này có hai đứa mình cái mình ướp tí ớt rồi cay cay cho nó ngon. Đây vô. Bữa nay thì chuột nướng chấm chao nha cả nhà. Bây giờ mình ướt ướt đi cho nó chắc chắc thịt cái đi. Nó thấm cho vậy cái. 2 3 4 5 6 9 10 con. Đây vậy vô. Xíu đường nha cả nhà. Nhiều con bưởi rồi. Đây mình làm cái chữ lọc da. Thiệt mần cái vậy nhìn thấy thịt không à. Nhiều khi có mấy anh chị cô mấy chị mấy cô á thấy chuột thấy da rồi thấy không dám á. Nhưng mà mình nhìn vậy thấy thịt trong mà ăn ngon lắm. Thì nó có vị. Ừ. Chứ là nhiều khi cô chú anh chị thấy cái con chuột nhìn thấy sợ á. Ừ. Rồi lên món ăn đó mình thấy. Điều này tầm bỏ thêm miếng màu đều vô miếng nha. Thấy nó đẹp. Em mới thắng thêm miếng màu đều luôn nè. Có thêm cái phần mà hấp dẫn. Nghe nha. Wow. Nghe thôi. Nghe thì coi nhiều. Nhiều lên nó đậm cái màu lắm. Nãy nó không có đen, không có ngon. Có người kêu bằng hạt màu đều, có người kêu bằng hạt cà ri. Có người kêu hạt đều không. Đúng rồi. Có người tên lộ rồi giỏi lắm. Nhưng mà cái cây thì không cũng có đi tên Buôn Mê Thuột cũng thấy, cũng mới biết cây lần đầu. Cây nó tựa tựa như cái cây lá giấm mình đây á. Ok. Rồi, kẹp lại.
cho cháu con nhỏ vô đây. Vô đây. Cái lần trước kia vô chú. Cho nó xếp xếp vậy nghe. Nhìn cái đi. Đi. Ăn gà châu. Mục đích của tao không cho tay mày ướt là cho mày dễ gì cả. Xì xiết á. Thôi được rồi. Còn không? Chắc không? Giờ chờ thang có cái nữa là anh em lâm. Thế nha. Được nặng. Còn nước ướt này cháy rưới trong canh luôn. Chua của tay chiếc cái này nữa mới đúng nè. Ủa không ngon. Không ngon. Phải có cái lấy cái chuyện. Không, cái này không sao, có cái đó à. Còn miếng nước trời. Ừ, cao cao như vậy đó, cho tao quay mới thấy. Điện cứ vô máy quay được rồi. Còn miếng nước có hai anh em mình tưới vô luôn. Cái này cầu mà làm cái kết mà hai anh em pin lây gai hơn nha cái nhà. Nó nhỏ nhiều đâu. Nhỏ nhiều. Này có công chuyện nữa. Có công chuyện để kiếm kiếm kinh tế rồi cái nhà. Lây gai thưởng thức cho nó tiêu mấy con chuột này thôi. Uống cũng được nhưng mà uống nhiều quá không có làm được gì hết. Đúng vậy. Rồi để cái lên luôn, để cái lên luôn. Cái nhỏ mà. Vừa vừa ý là nó lật á. Lật phải lật rồi. Ngồi nhỉnh. Kéo chung mày xích vô chung nữa cho cái cây cây mày ở xích quanh tao. Ờ à, đúng rồi, đúng rồi. Nướng chuột đừng có gấp. Nướng gấp quá nó dễ bị nín lắm. Hồi lúc trước mà nếu mà bằng chuột còn để cái đầu ở nhà nó hơi bị nín phần trên đây lắm nè. Cái phần cổ với phần đầu á. Nãy mình có cắt thêm miếng ngũi hương. Mà này than nhiều. Im ha. Quậy. Cái này là nó vàng màu đều cái nhà, nó chưa lên cái màu vàng của thịt. Nó mới tái hả? Không dò nó ghét đâu. Thì người ta để không đều hay gì cơ. Nước gạch nó lại. Đây cục gạch nó sẽ vô. Nửa hơn sau nó bự hơn. Đây. Hồi nãy bị ướp dầu nhiều lắm á cái nhà. Con chuột nó hút nó khô lắm. Nãy pin đổ màu đều phải không? Pin còn đổ thêm miếng dầu vô nữa. Bây giờ cái nhà thấy chưa gì hết, nó khô heo không? Hôm xài mỡ heo. Nó xài áo nó ngoài nó nóng vô nó dễ chín. Con này thì ít xài lúc này, ít xài mỡ heo lúc nhà đã không xài mỡ heo. Đéo. Đi một vòng. Cái này chuột này bên nướng nhiều lần cái nhà. Nướng lần nào mà rút kinh nghiệm thấy nó khô á, ướp dầu nhiều nó hút vô để thám chừng nửa tiếng hồ nó cũng khô à. Nó khô là nó khô à. Nó nói chứ thấy mấy con cực nhỏ này thấy cưng nè. Dễ nè, dễ ăn á cái nhà. Ăn xương luôn. Khỏi cần rút. Mấy con công nhum thì hơi bị khó rút rồi nha. Không mà cái này nhìn nướng vậy nè nó ngon hơn cái mà. Nướng dĩ ha. Đây nướng sao? Đợt gì đó nướng với liêm nó khô nó khô nữa. nó cái này nhìn tôi thấy còn hớt ướt nè, nó cao quá đúng không? Ừ, đợt gì đó cao lắm, bữa nướng cái thùng huy cao quá lửa nó không có sát á, nướng mấy tiếng đồng hồ luôn mà. Tại mình để đi vậy, bữa anh Thành xuống nè. Mình sẽ nướng cái kiểu này, mốt anh liêm về cái mình dẫn ổng đi bắt rồi mình dẫn lại cứ cái sau. Lạc anh sao cái đó nó nằm bên tên rồi. Hai cái làm kịp, nóng quá. Cái này là áp cho nó vàng lên đó hả? Ừ. Có mấy cái đuôi nó quỳ quỳ dưới nó bị hơi khét khét này hen. Hơi hàng này bên đường kéo quá cái nhà. Dẹt cái lại. Dẹt nó ra. Nướng vàng áp thì nó sẽ thơm. Chỉnh không nha. Bao à. Đây. Cái nhà còn mấy con cống nhum này cái nhà. Đây mọi người, mọi người view coi. Nè, cái nhà thấy chưa? Cái đen hồ lô luôn. Nhiều view mà đen hồ lô luôn. Cái nhà. Cái này mà tính hết chục con này làm chắc cả thùng. Mà hai anh em làm nay cuối tuần làm nhẹ thôi.
cho vợ con nó vui. Cái này là im nè, cái này im ngon nha. Đi câu mà là quá im nè, hơi cũng hơi mệt á. Im ngu. À, vô cái nhà. Hai cái đuôi quá đẻ. Rồi, vô anh em bên tỉa tỉa lại nha cái nha. Tỉa tỉa lại cho bớt mấy cái khét á. Dạ, bệnh lắm. Cái phần này là phần của hai anh em pin này cả nhà, với hai dĩa rau, với chén miếng chấm. Còn hai dĩa này thì của hai nhóc pin đi của vợ cùng. Thôi, đổ. Lắm. Ta để cái bàn ở ngoài vườn rồi kìa, ra vườn đi. Lắm. Cho nó mát. Ok. Ta lấy nước đá. Lấy em mới nói gì? À, dọn chén chưa? Chưa chưa, có cái bàn à. Thôi hai anh em pin mời cái nhà lấy gai cùng hai anh em pin nha. Mời cả nhà nha. Nè có ra mà đây có anh chị nào cái anh hôm bữa có bình luận mình ăn bẩm đúng không ta? Ra đây ngồi cho nó mát thôi. Tại vì nay có hai anh em pin này cái nhà, cái đứa nhóc ở trong nhà rồi, lay gai không cho ra chơi đâu. Mày cái nhà miếng chuột nha. Mấy miếng chuột nhỏ ăn nó giòn ha. Chào ngày vậy, tại có miếng tép mỡ nữa mới ngon. Mấy miếng gì? Không. Hôm bữa là mình ăn chuột nhiều quá rồi đó. Nó đây rồi. Cũng chục giò hai gì mà. Biết rồi, làm món gì á. Chiên. Bữa ngon hơn này nè. Chiên nó giòn. Bữa đó hình như chiên gì á. Không nhớ nữa. Mà không nhớ thiệt luôn. Trời ơi, nhiều khi làm sát bên á mà đột nhiên mình nói lại thì mình không có nhớ được đâu. Như chiên giòn hay làm gì á. Ừ. Làm đi nha. Cho. Vô cả nhà. Theo nhớ là chiên. Mày nhớ mà cái khúc bữa nó giòn giòn tới ăn tới giờ cuối còn giòn nhớ không? Như hôm bữa chiên có thêm miếng nước mắm. Ừ, nghe ta nói mày nặng thêm miếng chanh nữa hay gì á. Không muốn giòn lâu hơn nặng thêm miếng chanh á. Ừ. Chiên thôi đúng không? Chiên mắm gì á. Chiên tấm mắm em. Hình như là vậy. Mà thiệt bữa nay là anh em pin lần đặt tột là không ngờ thiệt. Cái nghĩa đi chặt đặt chuột lá nó dấu chân thì dấu chân chuột lá là chuột dừa cả nhà, đi ra ngoài mét xong đặt đó thì kêu chuột lá dừa thôi, nhưng mà nó cũng là chuột dừa thôi à. Mà làm bảo không cấm nhâm đúng rồi. Đây thường thường cấm nhâm á nó ăn ốc, nó ăn khoai mì, khoai lang, nó đào, thì mình nghĩ là nó ở trong ăn cộng nữa, ăn cộng cua nữa hả. Ừ. Bên nghĩa là nó ở trong trong vườn thôi mới có mấy vụ khoai mì rồi, chứ ở trong mương á thì mới có ốc rồi thôi. Nó cũng ở trong vườn rồi, tối nó đi ra uống nước rồi. Ừ. Thấy. Ăn rất nhiều lắm. Nhưng mà lần này đi đặt rồi rút kinh nghiệm rồi. Nếu mà nhìn cái dấu chân á, có mấy dấu chân nó bự dữ lắm. Ừ. Là của ông cúm nhum nào chứ tao nghĩ là quá trời luôn, đâu đi. Ừ. Nát bờ rồi. Nhưng mà có mấy dấu chân bự lắm. Cái khúc mà mày cầm con chuột á là bên cứ nghĩ là chắc lại 27 rồi thấy con chuột cung rồi chụp thôi, chứ không có nghĩ là làm con chuột nó rồi đầu ra nó đính đậu thoát con chụp nó không mà cắt mấy con chuột rồi giờ mình không xác định được cái con chuột đó là con chuột nè, không biết nó nằm ở chỗ nào. Ăn mấy con nhum thịt nóng lạnh thì chứ qua rồi hình luôn, nhưng gặp thì có là nó chắc. Rồi hôm bữa mình nhớ bị lật nào mà không biết, lần đó như xuống Anh Bằng hay gì á, là cũng thấy chuột rồi anh mua, mà cái người mần không biết mần tại sao á, mần như mần ta lột xong rồi á chứ mình ta tụng nó sâu lại hay gì á, vì nó bở vậy con chuột à. Không luôn lâu rồi, trước khi mày nhiều như đặt đó tao cũng đi mình xuống tay vợ xuống Anh Bằng cha, nhớ là hình như là tụng nó sâu hay gì á, mần rồi mới tụng thì thấy thịt nó đục ngầu à, cái nó bở dẹp nó mềm xèo à. Ừ. Nó gần lắm. Tại nói chung là đó giờ còn ăn chỉ ăn chuột dừa của mình đây thôi, của ở khu cưỡng đây thôi. Có ăn chuột cấm nhum hồi xưa đi bộ đội á, mấy bạn ở chung á, ginh lên cho ăn.
mà thịt dữ lắm mà nó mềm chứ nó không có được dai vậy. Giống như nuôi vậy hả? Ừ. Nuôi công nghiệp vậy hả? Nó giống như gà công nghiệp vậy. Hồi đầu ăn đứa đâu gà không á, tại con chuột mà cái đùi. Cái nữa mình ta đi dằn. Không, chấm chấm chao ăn thấy cũng bén bén mà. Nhưng mà nó không bằng không? Nó hơi ngán ngán xíu, ừ. Nó cái gì nó hơi béo hơn, nó hơi ngán xíu hơn cái nha. Nhưng mà lâu lâu ăn cái lại vậy. Hồi nãy mai mốt cục chiên á thì mình sẽ ăn với mắm me. Rồi nướng thì ăn với chao hả? Chao. Còn cái vụ tao pha nước chấm mà cái gì tỏi, rồi ớt sắc lát, rồi tương ớt, rồi nước tương nữa, chanh đường nữa. Chấm ăn cũng ngon lắm. À, lúc nào ta ăn đồ nướng á là ta cũng pha vậy. Mà ăn viết ngán. Đổ rồi khác. Ta ăn cái món này cũng kia. Nó là cái này ha. Mình chấm chấm chao này đúng ra mình đi kiếm thêm vài trái chuối chát, vài trái khế nữa. Khế nữa cũng cây có quá trời luôn á. Khế ngọt. Thì khế năm nay sao tự nhiên nó gà tái quá trời luôn. Ăn không kịp. Nhưng mà hồi trước nó gà lưa thưa có mấy trái hả? Mấy trái mà nó ăn nó chắc nó đậm lắm. Còn lần này ra quá tại luôn mà nó hơi lỏng lỏng. Chắc là do hôm bữa có mấy cây mình họ đậm đậm á. Rồi mình tưới phân họ. Ăn phân. Ăn phân nó tốt á, có trái mà thằng lá nó cũng tốt. Thái quá thì phải luôn. Hôm bữa giờ ở nhà nói nhớ anh em bên nhắc tới vụ mà đi motor ở chỗ điện thoại của anh em bên không? Bữa giờ nhắc kể cái nhà nghe cho ta. Hôm bữa anh em bên đem cái vớn xuống, canh là 5 giờ sáng, 5 giờ rưỡi sáng là anh em bên chạy dưới á. Là canh đầu con nước luôn, là nước cạn luôn á. Xuống dưới hình như là 6 giờ. Đặt lú. Ăn mò thì tôi mò xuống. Đặt lú xong rồi lúc đặt lú là anh em bên thấy dấu chân rồi. Nhưng mà nghĩ là cũng đi mò thôi. Thì mình đi mình mò vét ơn sao. Cứ sao mình mà bắt hôi. Cứ lên đầu tên cái mò. Mình hút tôm nổi chết tắng rồi nghe nhờ. Có mấy con tôm luộc. Nổi đỏ rồi. Buồn luôn. Đi lên xong kiếm mấy khe khác. Mà đi mấy khe nào cũng bị hút cả nha. Giống như là vừa qua Tết á, thường qua cái nước Tết á là tôm nó nhiều lắm. Tại vì mà vô mùa Tết á, tóm lại là vô Tết này là cái mùa tôm. Nhưng mà Tết thì mọi người ăn Tết ít ai đi săn lắm. Nên vừa lọt qua Tết mọi người đi lại á thì nó sẽ cũng như dạng là nó động lại nó nhiều lắm đó nha. Bị người ta hút hết nha. Rồi nói chung mùa tôm của anh em cũng bên chắc kết thúc ở đây rồi. Hẹn cả nhà chắc mùa sau. Có còn một điểm nữa, mấy cái dũng nữa còn nghĩ chắc người ta không biết thì qua mai còn với bên sẽ kiếm mồi đi văn câu. Còn tôm mà để bắt ăn chắc kết thúc rồi cả nhà. Đúng. Có còn cá mồng tông thì ở không đi đuổi đồ ăn được. Hôm bữa xuống lúc mà xuống hai anh em bên xuống nha mới đặt thôi mà mò chứ tầm chừng 3-4 mét hà là thấy tôm nó chín đỏ rơn rồi. Chết mà nghe mùi tanh luôn cả nhà. Nhưng mà lòng tâm nó vẫn vô được 30 con á, nhưng mà thấy xuống nó rồi thì thấy đúng như dạng mà mất hứng. Thúc đầu bữa trước á. Rồi đợi anh em bên cái lên. Nếu mà đi 4-5 con gạch nó luôn á, đi nhiều cái đó luôn á để đi mò tôm á. Mà xuống cái chỗ nào cũng có dấu chân, cái này chỗ nào cũng có mùi hết trơn. Buồn luôn. Hai này cũng canh dữ lắm á. Không nè, chỗ này gần chiên chấm mè ngon. Cái này nó như chục dừa. Sao? Chuột dừa bự nè. Không, cái chuột dừa bự, hồi nãy cái đùi bự hơn mày ơi. Có, hồi nãy tao ăn cái đùi này chà bá luôn á. Tại tao cắn rồi thấy vậy á. Đi sao ăn vô nó sực luôn á. Vinh mặn á, cái nhà biết tin không? Nắm cái da, nắm cái giò, đạp cái da lại rồi gắm cái mệnh kéo ra con chuột bự, chuột dừa bự á, nó chắc á. Cũng như găm cũng ngon.
hai anh em mình bye bye, để hết pin cái sập luôn á. Rồi. Thôi hai anh em mình tạm biệt cả nhà nha. Chào cả nhà. Xin hết pin này. Chúng này ngồi nhâm nhi tiếp.